xin kính chào quý vị và bà con ngư dân khối không khí lạnh suy yếu thời tiết các vùng biển nước ta đều đang có những chuyển biến tốt dần dự báo trong đêm nay và ngày mai ngoại trừ khu vực vịnh bắc bộ là cần lưu ý một chút hiện tượng sương mù xuất hiện trong buổi đêm và sáng sớm khiến tầm nhìn xa giảm trong mưa các vùng biển còn lại bao gồm vùng biển Trung và Nam Bộ cũng như ngoài khơi xa khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông thì đều duy trì trạng thái tạnh giáo ít mưa, ban ngày có nắng. Và cùng với sự suy yếu và tiếp tục rút hơn về phía đông của khối khí lạnh, trong đêm nay và ngày mai, gió trên các vùng biển tiếp tục giảm xuống và từ trưa và chiều mai thì không nơi nào là có gió mạnh gió giảm, sóng vì thế sẽ giảm theo và quan trọng hơn là thời tiết biển sẽ ổn định trở lại nên bà con ngư dân hoàn toàn có thể yên tâm khi cho tàu thuyền ra khơi hoạt động. Tiếp theo mời quý vị và bà con cùng đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Thưa bà con tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh yếu đi, gió trên khu vực này không còn hướng đông bắc nữa mà quay hoàn toàn sang hướng đông đến đông nam. Dù cường độ không mạnh, chỉ ở mức cấp 3 cấp 4, tuy nhiên hiện tượng sương mù được dự báo là sẽ gia tăng nhiều hơn trong thời điểm đêm và sáng sớm, nhất là đối với khu vực ven bờ, tầm nhìn xa vì thế bị giảm thấp hầu hết đều dưới 1 km, thậm chí là có nơi chỉ khoảng 200 đến 300 m, gây khó khăn cho việc lưu thông và quan sát. Vì thế với những chuyến tàu ra khơi sớm thì bà con cũng cần phải hết sức lưu ý. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, tại đây thì cũng tịnh hành bởi trường gió đông đến đông nam, cường độ cũng chỉ dưới cấp 4. Với mức gió này thì sóng biển cũng chỉ dao động dưới 1,75 m. Tuy nhiên cũng giống như ở phía Bắc, về đêm và sáng sớm nơi đây sẽ được bao phủ bởi một màn mây mù khiến cho tầm nhìn của các phương tiện hạn chế gây khó khăn hơn cho việc lưu thông và nguy hiểm hơn. Đó là có thể dẫn tới những vụ va chạm đáng tiếc. Vì vậy các tàu thuyền cũng cần phải hết sức thận trọng. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã quần cỏ lý sơn trong đêm nay và ngày mai. Gió trên khu vực vẫn sẽ tiếp tục thổi đều theo hướng đông bắc đến đông, nhưng cường độ thì sẽ suy yếu dần, hầu hết đều chỉ dưới cấp 4. Cùng với sự giảm cấp về cường độ gió thì độ cao sóng biển trên khu vực này cũng giảm chỉ dưới 1,75m. Biển không động, thời tiết trên biển tạnh giáo và có nắng, vì thế mà các phương tiện tàu thuyền có thể yên tâm ra khơi mà không cần phải lo lắng gì về thời tiết. Đến với vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, gió trên khu vực vẫn tiếp tục duy trì theo hướng Đông Bắc, tuy nhiên cường độ gió tiếp tục giảm xuống. Ngày hôm nay thì gió chỉ ở mức cấp 4, cấp 5, thì sang đến ngày mai sẽ chỉ còn khoảng cấp 4. Vì thế mà bà con ngư dân có thể cho tàu thuyền ra khơi bình thường. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Côn Đảo, phải từ trưa và chiều ngày mai gió trên khu vực này mới giảm về cường độ. Còn từ nay cho đến sáng ngày mai, tại đây liên tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển dâng cao cùng biển động. Các tàu thuyền cần phải cân nhắc kỹ trước khi ra khơi. Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Gió trên vùng biển này sẽ giảm còn cấp 3, cấp 4, đồng thời cũng đổi sang hướng Đông Bắc đến Đông. Những cơn mưa rông không xuất hiện nữa, thời tiết sẽ tạnh giáo và có nắng trở lại. Vì vậy mà các hoạt động vươn khơi bám biển của bà con ngư dân đều có thể diễn ra thuận lợi. Vùng biển Vịnh Thái Lan trời không mưa tầm nhìn thoáng đãng. Tại đây gần như chỉ lặng gió và sóng chỉ thấp dưới 1,25m. Biển hiền hòa êm ả. Thời tiết sẽ tiếp tục thuận lợi cho các tàu thuyền lưu thông và đánh bắt của bà con ngư dân. Còn tại khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, vùng gió mạnh chỉ còn xuất hiện ở khu vực phía Đông Bắc trong ngày hôm nay, còn từ ngày mai trở đi, khắp nơi đều chỉ có gió ở mức trung bình yếu, gió giảm, độ cao sóng biển vì thế cũng giảm theo, hầu hết đều dưới 2 mét và biển sẽ ổn định trở lại. Vì thế từ ngày mai các tàu thuyền có thể yên tâm vươn khơi và đánh bắt bình thường. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ vị Bắc, gió Đông Bắc còn mạnh ở mức cấp 5, nhưng sang đến ngày mai gió cũng sẽ giảm xuống mức cấp 4, sóng biển cũng hạ xuống 1,75 m biển bình thường. Vì vậy mà đây cũng sẽ là vùng biển thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Cuối cùng sẽ là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Sông Thủy Tây. Gió tại đây đồng loạt giảm xuống cấp 4, cấp 5, độ cao sóng vì thế cũng sẽ giảm chỉ dưới 2 mét và không nơi nào có tình trạng biển động. Bên cạnh đó thì mưa rông cũng không xảy ra quá nhiều, vì thế mà các hoạt động lưu thông hay đánh bắt của bà con ngư dân đều có thể diễn ra thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!